bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhá. Minh Huấn xin chào cả nhà. Hôm nay thì Huấn đang có hai chiếc xe trong khoang giao xe. Bên tay phải là chiếc xe Toyota Cross bản 1.8V. Bên tay trái là chiếc xe 1.8G. Và rất là vui là hai chiếc xe này đều có là màu đen. Hôm nay Huấn sẽ chia sẻ với anh chị chương trình bán hàng của hai cái chiếc xe này. Cross là mẫu xe mà gọi là dòng xe chiến lược chủ đạo của Toyota thời điểm hiện tại. Doanh số bán rất là nhiều và đặc biệt là rất được nhiều khách hàng quan tâm cũng như là mua cả nhà nhé. Hôm nay thì Huấn bên cạnh cái việc báo giá thì em cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà xem thì là cái sự khác biệt giữa cái bản G và bản V chênh nhau bao tiền và khác nhau những cái gì. Chúng ta nên lấy cái phiên bản nào nhé. Đầu tiên thì bản V ạ, giá bán niêm yết của bản V là 860 triệu. Thời điểm này thì Huấn đang có cái chương trình khuyến mại tiền mặt và phụ kiện cho cả nhà cũng như là bảo hiểm thân vỏ, bao gồm giảm cho cả nhà lên tới là khoảng 35 triệu tiền mặt này, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện khoảng 10 triệu đồng nữa. Vậy là chương trình bán hàng nó sẽ rơi đâu đấy khoảng là 55-60 triệu đồng đối với bản V. Còn 1.8G thì chương trình khuyến mại cũng đang giảm là 35 triệu tiền mặt, tặng bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện. Còn đánh giá thì thời điểm này đối với chiếc xe Cross G và V thì chương trình khuyến mại cũng đang rất là hấp dẫn để cho tất cả anh chị quan tâm. Nhiều anh chị bảo em là tại sao Hyundai giảm giá nhiều như vậy mà Cross lại giảm ít thế, thì thật sự muốn chia sẻ với anh chị là mỗi dòng xe nó sẽ có những cái chương trình khuyến mại riêng, và đặc biệt là nó sẽ dựa trên cái nhu cầu khách hàng nữa, nguồn cung cầu nữa. Cross thì không giảm nhiều quá, nhưng cái quan trọng là cái chất lượng của xe cũng như là người tiêu dùng rất là yêu thích chiếc xe này và cái giá bán rất là hợp lý rồi cả nhà. Đây, 1.8V thì chúng ta sẽ có rất là nhiều an toàn như là safety sense, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, ga chủ động cruise control, đèn full LED trước sau. Đó, mặt ca lăng cũng có trang bị nhiều cái ốp chrome. Và bản G của chúng ta thì không có được những cái đó. Bản G của chúng ta là cái bản cơ bản thôi, không có an toàn safety sense, đèn cũng không phải là đèn LED mà đèn halogen, cũng như là không có những cái mạc chrome đằng trước mặt ca lăng. La răng thì là la răng đúc 17 inch. Còn sang bản V thì nó sẽ đẹp hơn, là phay xước 18 inch. Còn lại thì mọi thứ của hai chiếc xe này đều giống nhau. Kể về option thì trên cái bản V này á, thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời này. Còn bản G thì sẽ không có cửa sổ trời cả nhà nhé. Đấy là những cái yếu tố chính của trên những cái phiên bản này. Còn ở phía sau xe để nhận biết hai chiếc xe này thì chúng ta sẽ nhận biết là cái logo 1.8G, 1.8V thôi. Và ngoài ra trên bản 1.8V thì sẽ có những cái mạ chrome ở phía bên dưới lipo, hay là cái phần đuôi xe đây có mạ chrome này, trải dài này, logo 1.8V. Còn trên bản G thì chúng ta thấy không ạ, không có những cái mạ chrome đấy. Và cụm đèn ở phía sau cũng là đèn halogen. Bản V thì là đèn LED, đúng không ạ, không có những mạ chrome nhé. Logo 1.8G như trên bản G thì đây, cái phần này không có mạ chrome này. Đó, nhưng mà anh chị nhìn sang bản V này sẽ có hết. Về phía trong nội thất thì cả hai phiên bản này đều giống y hệt như nhau thôi. Cam 360 cũng được trang bị trên bản V và không được trang bị trên bản G. Và cái số tiền khi mà chúng ta mua thì sẽ chênh lệch nhau là khoảng 100 triệu đồng, 100 triệu đồng để chúng ta đánh đổi được những cái đó và để tiết kiệm được những cái đó. Cả nhà đánh giá xem là với tiết kiệm khoảng 100 triệu thì có nên lấy bản G không hay là mua luôn bản V. Theo Huấn đánh giá thì tùy nhu cầu của mỗi người thôi. Nếu nhu cầu của chúng ta không cần tới những cái tính năng đó, không cần tới cửa sổ trời, không cần cam 360, an toàn safety sense, thì cái bản G lại là cái bản rất hợp lý. Nhưng đối với những khách hàng họ muốn thích cái sự full option, thích nhiều tính năng nhất có thể để khi mà lái được an toàn hơn, thì lại là cho bản V. Nói chung là tùy cái nhu cầu mỗi người cả nhà nhé. Và vừa rồi Huấn đã chia sẻ với cả nhà chương trình bán hàng cũng như là sự khác nhau giữa hai cái phiên bản 1.8G, 1.8V của dòng xe Cross. Nếu cả nhà quan tâm mẫu xe này, gọi điện hotline 0848 365 777 để Huấn tư vấn chi tiết cả nhà nhé. Xin chào, gặp lại cả nhà trong lần sau ạ.